Quý vị các bạn thân mến, trận đấu thứ tư, trận chung kết dành cho hai ông bầu ở bên phía Gen TV chúng tôi. Và giờ phút này thì có lẽ là Kenny Sang anh cũng không thích anh không thích gặp Mourinho rồi, bởi vì Mourinho thì theo tôi nghĩ là ông này quá tỉnh và đẹp trai, Mourinho chơi phù quá giỏi. Vâng, ván này chúng ta có ba Kenny Sang và một Iti. Vâng, và trong khi đó thì hai Kenny Sang về bên phía của cả hai game thủ. Vâng, và hai bình luận viên đó là Gabon và cũng như Zinedine Zidane. Vâng, Zinedine Zidane, đúng là tôi khuyên cho các bạn FA thì các bạn phải cảm thấy hạnh phúc và may mắn đến mức độ như thế nào trong cái khoảng thời gian mà cả mấy tháng rời hoặc là một tháng rời như anh Zidane này không sờ đến vợ cái nó đỏ đến lạ thường. Tôi trông nó thích mắt, tôi trông nó cảm thấy nó kích thích lắm. Còn Gabon thì anh cũng vừa chia tay người yêu xong cái là anh ra vấn đề ngay, cho nên tôi cũng khuyên các bạn là thôi, có người yêu thì tạm thời giả vờ chia tay đến một thời gian xong đi đánh chế rồi là đi đủ các kiểu tham gia vào cái màn AOE, nó cảm thấy nó xúc động đến hơn hẳn bao nhiêu ra. Và trong khi đó thì các bạn có thể thấy bầu bầu cầu trắng thì đang có rất nhiều quả. Còn đâu Zidane đi. Vâng, mà đây là Gabon rồi. Gabon anh đang có một bầy hươu cũng đang đá đẩm về nhà. Tôi tin chắc rằng là kèo này đối với hai bình luận viên của Game TV là xúc tốt và sẽ đấu đầu tiên ngọt như nước mía. Vâng, ngọt như lon nước yến mà hôm nọ anh Tuân Tiền Hải cho tôi uống nhưng bắt tôi phải trả tiền. Quý vị các bạn thân mến, à đây không phải rồi, Miwan là của Gabon. Tôi cứ tưởng ba Kenny Sang cho này thì hơi hơi khoai. Vâng, Miwan là của Gabon. Anh cũng có một bầy hươu nhưng bầy hươu của kia 2-4-5 dốc. Và tôi vừa lại mắt có một tơn mắt nhìn nhầm. Trong khi thì tôi thi thoảng vẫn ngó sang bên cạnh để xem Mourinho anh thổi phù như thế nào. Vâng, và hai Sang, một Hit và một Miwan. Theo tôi đây một kèo, nếu như các game thủ top 1 đánh với nhau thì sẽ là một kèo lệch, bởi vì bên kia có một Hit mà cũng còn tùy vào bài nữa. Còn bên này thì theo tôi trận này thì vẫn là một kèo cân thôi, bởi vì là trình độ của các game thủ các bình luận viên thì dù sao cũng cao hơn các ông bầu một chút về tay. Nếu vậy về chiến thuật thì bây giờ các ông bầu cứ tối đến mỗi ông làm một hai chai rượu thuốc vào xong là ngủ cho nó khỏe thì tay cho nó yếu lắm, nhưng không giống như các ông bầu rồi đâu. Còn trận này thì anh sẽ lại đánh chém thôi, bởi vì khả năng của Zinedine Zidane cũng thi thoảng được đánh mấy các anh top 1 rồi, cũng thi thoảng được vào tem để đánh trong lúc bí người. Thì tôi thì không có sữa có siếc để mang về cho con, thì cũng cố gắng đi tranh thủ được chiết khấu một tí. Còn chúng ta đang được chứng kiến Gabon anh đang đá những con hươu của mình về rất từ tốn, ba con hươu. Và như trận này thì Gabon anh sẽ đánh chém ở khoảng 20-23 dân đi, bởi vì các bình luận viên người ta không giữ được dân tốt như các game thủ top 1 và cũng như các ông bầu. Thì có bầu bầu cơ trắng thì cầm xe cũng chọc máy khá tốt. Xe máy vâng, mà Gabon mới là cầm xe, xin lỗi quý vị và các bạn, vâng, mà tôi đặt cái tên view máy nhầm. Vâng, Gabon mới là cầm xe, còn Zinedine Zidane anh cầm Miwan trận này. Nhiều khả năng tôi nghĩ là nếu như mà trường hợp này thì Miwan của Zinedine Zidane sẽ vẫn sẽ đánh cung A thôi, còn Gabon sẽ lại đánh chém. Mười tám trên 20 dành cho Zidane, còn 21/24 là tham của game thủ Gabon, của bình luận viên Gabon. Đúng không, có người yêu đánh nó khác bọt hẳn. Chả giống như tôi mà không có người yêu, không có người yêu hay không cũng biết mồi ngay. Từ trước đến giờ cũng chưa có yêu ai cho nên là lúc nào nó cũng đen đen ngăm ngăm, đúng kiểu Bin Laden. Và ngày hôm nay có cái cô bạn mới quen cũng giả vờ kiếm chắc tí chút, bảo là em làm bạn gái anh đi, mà không chịu cái thế thôi, cũng hòa thượng thích thì xúc lại bỏ lại giải quyết ngay. Có hiêu có voi, như vậy là một bài sen cũng gọi là đủ đồ dành cho game thủ Gabon đây rồi. Nhưng cũng tiếc rằng là kia là một cái bờ tường khá cao, vâng, đây kia là bụi tre rồi, không thể leo qua bụi tre được. Vâng, đã có voi chạy khá, có một đôi trâu đen đây rồi, chạy vòng qua cái bờ rào này là sẽ đến, sẽ ăn được.
26 trên 28. Vâng, soi máy của Zidane đi. 24 trên 28. Vẫn đang xua sóc thêm dân còn G. Bầu cầu trắng thì một bài của Seng thì đa phần cái map la là Seng đánh nó thuộc vào dạng bá rồi. Hai quả phụ, vâng, và voi, vâng, và hai con trâu kia vẫn còn không thèm hái rau muống để mang về xào nữa. Vẫn soi tham, vẫn soi khá tốt, vâng, bầu bầu cua trắng. Gờ bầm đi. Đang câu voi đây rồi. Chưa kích được đời, vâng, bầu cua trắng này anh kích đời khá lâu rồi. À không, như vậy là đã kích đời rồi. Đã kích đời rồi, vâng, mà sau một tơn tôi không để ý, tôi vẫn thích nhìn sang Mourinho. Quá tỉnh và đẹp trai. Ôi kìa. Cũng may là con trâu là về nhà cũng yếu rồi, cho thịt được rồi. Sẽ xem Zidane đi, xem anh sẽ chém như thế nào. 25 trên 28 hay anh sẽ đánh cung A đây. Theo tôi là đánh chém, nhưng mà với các game thủ thuộc vào top 2 hoặc như top 3 như các ông bầu, hoặc như các kỹ thuật viên và bình luận viên thì cũng không biết đâu được. Các anh đánh cái gì thì đánh, đôi khi các ông kích đời xong còn nhả đời ra cơ. Tận phút 18, 20 mới lên xong thì ai mà chả đánh được. Những cái kèo thì kèo giao hữu khá là vui vẻ của các ông bầu cũng như các kỹ thuật viên của chúng ta. Vâng, và ba game thủ gồm hai bình luận viên và cũng như một kỹ và một hai bình luận viên và hai ông bầu lên đời thì hai kỹ thuật viên lên đời khá sớm, còn ông bầu Vo Vi Nam không biết anh cầm cái gì mà trận này anh lên đời muộn như vậy. Vâng, Kenny Sang của GBM anh đánh chém 26 dân, vâng, khá biến ảo. Ấy là thích thì xúc mà được thêm một con trâu đen này rồi. Vâng, và hôm nay thì tôi cũng chắc cú hơn và thoải mái hơn. Như ngày hôm qua thì bình luận viên Tuấn Tiền Tỷ có nói, vâng, và anh Zidane, vâng, và sướng quá hóa giờ suốt ngày chỉ có chơi mới ăn, làm những công việc nhẹ nhàng. Vâng, mà bầu vào Việt Nam cầm Hitty chưa thấy gì cả, nhiều khả năng là một bài Hitty đói rồi, đói đói mềm oặt ra rồi. Vâng, mà Zidane thì hôm nay cũng thoải mái hơn, cho tôi bảo tôi là bạn ạ, bạn hiền ạ. Mình không phải là Tân Tiên Hải và cũng như không phải anh Gờ Bầm. Cứ gọi mì tôm trứng và cũng như bò húc ra uống nhiệt tình đi. Uống 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 vêu mõm lên đi. 25 trên 28 đã bắt đầu về đóng ruộng. Gỗ đang khá nhiều. Bắt đầu về nghĩa là học Tân Tiên Hải rồi. Thanh niên chăm chỉ. Vâng, GBM anh đã có hai con lạc đà đầu tiên và đang sang chỗ này là sang nhà của game thủ sang nhà game thủ của ông bầu gì đây, ông bầu Võ Việt Nam rồi, Võ Việt Nam. Vâng, và ông bầu Võ Việt Nam nhà vẫn còn đang mở chum ra, vẫn còn đang nhẹ nhàng đang vén cái chum ra mở to tướng ở đây rồi, lại chém nó bãi vàng của game thủ. Vâng, và ông bầu bầu cô trắng ván này không có vàng các bạn thân mến. Vâng, và sang tận sát nhà của game thủ, vâng ạ, sang nhà của ông bầu Võ Việt Nam để ăn vàng đi rồi. Vào the room xúc rồi, hòa thượng thích thì xúc rồi, còn quan lạc đà lại ôi giờ không dám gõ, không dám gõ, trong khi đó là bao nhiêu thanh niên ra, đúng là mấy ông bầu lại già già rồi cũng không thích đánh nhau mấy. Đã có tên cung G đầu tiên dành cho nhà nhà của G Zidane đang có động. Đã có tên cung G đầu tiên dành cho cái ông bầu Vo Vi Nam rồi. Khá là căng cò. 400 thực. Đó bò khá kín. Ôi giời. Úi giời, các bạn để thấy các ông bầu chúng ta đánh thì các bạn có thể thấy rằng không bao giờ để ý. Cứ chạy mát tóc đã, không có để ý dân dân rú các anh ở đâu cả. Vâng, và G bầm đâu rồi? Tại sao lại để cho không không chém thẳng, không cân cánh của nhà nhà ông bầu bầu câu trắng đi, để cho nhà Zidane nghĩa là nó giống như thẳng cái sân bay như thế này, còn trông nó mượt nó mà, cũng có mấy tầng dốc trông đúng kiểu thung lũng rồi. GBM 30 trên 32 anh đánh thế nào rồi?
Ôi cái gì thế này, lạc đà của anh đâu hết rồi? Ui giời ơi, Mourinho kia rồi, Mourinho thổi thôi. Khó. Gờ bầm. À Zidane. Zidane đang co vòi nên chạy rồi. Bầu cầu trắng tham 28 trên 48 vẫn đang hành nạc, vẫn 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 đang nghĩa là độc cô, nghĩa là đồi bại vào nhà của game thủ của bình luận viên Zilazin Zidane. Anh đã khá thốn. Buổi tối hôm nay thì tôi với anh hai ông gọi một chai rượu thuốc bắc ra, hai ông thi nhau úp sọt chim sẻ, nhưng mà cũng không ngờ rằng là đúng là chim sẻ thanh niên vừa mới vào, vừa ngôi sao đế chế vừa mới vào trường đại học xong, uống khỏe kinh người, uống không tưởng được. Vâng, Zidane đang được nhận đồ bơm. Vâng, đừng để chỗ ba thế này anh ơi. Vâng, gờ bơm đâu rồi, sang cứu nhà A đi đã. Vâng, cũng để tụ. Vâng, đúng rồi, gờ bơm đã sang rồi. Chém, gờ bơm chém cung gờ đi anh. Để sóc có nhiều cung Amiwan thì cũng còn may ra còn có cửa. Nhưng mà Hitty giờ phút này khá khỏe rồi. Hitty, vâng, gờ bơm cầm Hitty nhưng mà chưa làm gì được nhà của game thủ Vo Việt Nam cả. Nhà ông bầu Vo Việt Nam. Vâng, các bạn đang được theo dõi trận đấu giữa bên kỹ thuật viên của Game TV, đó là hai bình luận viên Zinedine Zidane và cũng như Gà Bầm. Gà Bầm ngày mấy ngày hôm nay thì anh cũng khá buồn rồi. Vâng, mà tôi anh cũng thông cảm cho tôi, và bởi vì vì tôi mà anh ta nói vì vì em mà anh mất người yêu. Vâng, không đau buồn nào hơn chuyện mất người yêu cả, nhưng anh cảm thấy may mắn rằng là từ khi không có người yêu, anh đánh anh cầm những quân khá là đỏ. Cũng không còn Grex, cũng không còn Calathang mà toàn Kenny sang và AC thôi. Nó đẹp đến lạ thường. Hai tám trên 36. Ôi giời, úi giời, thằng vừa mà dân đang bị bắn cho tốc đít nên kia 2 3 4 6 thằng dân mà anh cũng chả để ý nữa. Vẫn còn phải bơm, vẫn vắt những nghĩa là giọt sữa cuối cùng trên châu trên bầu ngực của mình ra. Mặc dù anh là đàn ông và để bơm ngược lại cho Zidane quá bé 38 kg và nhàn quá. Các bạn cũng cũng thử tưởng tượng xem, ông là Zidane cứ tưởng là game TV chúng tôi thì anh Zidane này anh làm nhiều lắm, mệt lắm. Ô kìa, úi giời, vâng vẫn đứng chơi, dần vẫn đứng nghĩa là vẫn đứng biểu tình, vẫn đứng nghĩa là hút thuốc vêu mõm này kia. Vâng, và trích lời của Tuấn Tiền Tỷ thì đây anh đang được gọi là vào, đang được gọi là vào xoang. Vâng, sáng, vâng, và tối hôm nay tôi cũng định vào xoang với anh mà anh không nghe, anh không ưng. Vâng, Tuấn Tiền Tỷ khá chưa khá trì tên này nhiều khả năng vẫn ăn được, nhưng mà bên kia đó là nó thập cẩm quân của hai ông bầu, nghĩa là vừa là cung gờ Hitty mà cung gờ sen thì nó còn ít như thế này. Bơm lại cho gờ bom rồi, à bơm bơm tiếp cho gờ Zidane rồi. Anh gờ bòm đang đang đánh giờ phút này, anh gờ bòm là chỉ có được ăn và bơm thôi, có ăn được không, khó rồi. Vâng, soi tham và di sai rồi. Như vậy là tỷ số của xê đấu đầu tiên đang là 2-2, rất hay thưa quý vị các bạn. Vâng, mà hai ông bầu chúng ta và đặc biệt là bầu cô trắng đang có những cái bước tiến bộ nhất định của mình. Chúng ta chuẩn bị đến với trận đấu chung kết của xê đấu đầu tiên.